Baby xin chào cho anh chị quý vị. Trước hết thì Baby sẽ để quý vị nghe trước đoạn ghi âm thử để như thế nào. Nha quý vị nha. Con mày. Mẹ mày trả lúc 9 giờ phải không? Cái gì mày nói với tao là mày uống thuốc phá thai mà có không? Ngừa. Ngừa thai hả? Ừ. Rồi nó hành mày uống nóng hả? Hành nó nóng. Rồi nó ra máu gì? Ừ. Thì không? Rồi mày có lại mua 2 viên lận. Ừ, sao nữa? Dạ. Có 1 viên còn 1 viên kia mất tiêu à. Giờ còn cái vỏ nữa để làm bằng chứng. Không ăn thiếu hả? Ừ. Rồi mày làm tới tóc quá cái nó chảy máu à? Hay là cái gì vậy? Rồi nó qua lên rồi cái nó thay xong rồi. Còn một cái gì mà chưa được về nữa là lấy 10 cộng tóc rồi. Rồi, ổ tao nhớ lúc đó mày còn lên nỉ bấm điện thoại à? Là mày đi đó luôn á hả? Đi tới đó là lên nỉ bấm điện thoại á. Rồi đó còn chưa lá à? Về nhà rồi. Đi luôn hả? Ừ. Tôi lên là cái mới bắt tiền mở cái màn hình khóa rồi là hết luôn. Mày đâu? Mày đâu? Nó tự nó dở cái đầu ra. Mày còn gì nữa không? Tại sao mày lấy 10 con tóc tao đi lên cho tao xét nghiệm? Cái được cái gì vậy? Mày đi trả hồi lúc 9 giờ hả? Đều quá. Thôi. Công cha nghĩa mẹ quý vị. Tại sao mà chính một người con mà đem bố mình ra chịu đòn? Thật sự không hiểu nổi quý vị. Nghe cái đoạn ghi âm xong mà Baby rùng mình luôn. Không biết tại sao mà chính người con ruột, người cha nuôi lên đẻ ra rồi bắt người cha phải chịu tội trong khi đó mình gây ra. Gặp thêm một người vợ nữa quý vị, để người chồng mình phải chịu tội đó. Thằng bà con hàng xóm họ khóc hoặc buồn, đúng quý vị. Tại vì ông này quá hiền, ông chỉ việc ông gì ông nhậu rồi ông gì ông ngủ, mà bây giờ phải nhận lại cái hậu quả là chính người con khai mình ra là chính mình là người cưỡng hiếp. Thật sự không hiểu nổi quý vị, mà Baby khá là bất ngờ khi với lứa tuổi mà 12 mà lại có những cái tư tưởng, những cái tư tưởng mà không thể hiểu nổi, mà chỉ chừng đó tuổi thôi mà đã nghĩ đến việc mà nói chuyện như một người trưởng thành. Video này thì Baby mong dành cho những ai còn khá trẻ, còn vẫn đi học. Chú khuyên các cháu là mình nên nghĩ lại. Tại vì khi mà bố mẹ mình sinh mình ra đời, họ dành dùm, họ lao động để nuôi mình ăn học, đến ngày hôm nay mình phải làm những điều như vậy, xong rồi mình còn đổ tội đổ lên đầu của người cha mình nữa. Công cha mà họ đi làm cái khổ về, họ nuôi vợ, họ nuôi con, rồi chính người con người vợ đẩy họ vào đường cùng, vậy có đáng không? Thì mong là với cái video này sẽ giúp cho những em phải nhìn nhận lại cái cuộc sống của mình. Trời ơi, Baby nghe cái đoạn ghi âm mà Baby cảm thấy là ủa tại sao mà làm được như vậy, hay vậy quý vị? Quý vị nghĩ như thế nào về cái đoạn ghi âm này? Chứ Baby là hết sức nghĩ nổi rồi. Mới sáng ra nghe cái đoạn ghi âm cái là không thể tin vào mình đã nghe vào những lời nói của một đứa
đứa bé 12 tuổi. Thật sự thì đến bây giờ anh Vũ vẫn chưa được thả về, vẫn còn đang được điều tra. Vì câu chuyện này quý vị, nó hết sức là chấn động, khiến quý vị cảm thấy bức xúc, cũng như là lòng dân ở đây họ rất là bức xúc về việc này. Một người chỉ thật sự thì đàn ông họ nhậu nhẹt tùy theo người, nhưng mà họ về nhà họ nghỉ ngơi, họ không có quậy phá vợ con. Rồi ngày hôm nay thì tôi không thể nói hơn nữa, vì cảm thấy cái đoạn ghi âm đủ để cho quý vị đủ nghe, đủ cảm nhận về một người đàn ông cũng như là một người con, một người vợ như thế nào đó quý vị. Rất là tội nghiệp. Đây là những lời nói của lứa tuổi 12. Lứa tuổi 12 quý vị. Nhưng vẫn chưa đủ bằng chứng. Tại vì lúc đầu ban đầu bé khai là cha mình. Cha mình nhậu xỉn về. Rồi khai ra cha mình. À, lúc lần thứ hai ấy, khai ấy, thì đó là người yêu mình. Đâu mới là kết quả? Thì mong cơ quan chức năng có thể là sớm điều tra được và anh Vũ sẽ được thả ra quý vị. Chứ mà không biết sao mà cuộc sống sau này liệu như thế nào, rồi anh Vũ rồi có vẫn còn sống trong gia đình nữa không, hay là chấp nhận người con người vợ đó, theo quý vị nghĩ như thế nào ạ? Chứ là BB là thấy bó phép rồi đó quý vị. Khoảng thời gian này thì BB sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm thông tin, bà con hàng xóm họ sẽ cho biết thêm về cái vấn đề của người vợ cũng như người con, để làm bằng chứng. Tại vì có rất nhiều người họ chịu chấp nhận ra mặt để nói lên một cái tiếng công bằng quý vị. Tại vì anh Vũ này sống ở đây, họ rất là yêu thương. Anh không có chọc phá, cũng không quậy phá ai hết. Anh chỉ việc đi nhậu về, cũng chẳng la làng la xóm gì hết. Nhậu về xong nghỉ ngơi ngủ, không ảnh hưởng tới bất kỳ ai. Cho nên họ rất là tôn trọng. Khi mà anh bị bắt đi là cả làng họ mất ăn mất ngủ, bất an khóc. Tại vì một con người không nghĩ là một con người hiền lành như vậy mà lại bị bắt quý vị. Đó quý vị nha. Thì BB sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm thông tin và cũng như là theo dõi cái tình huống này. Rồi bà con sẽ nói gì về gia đình của anh Vũ như quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo ạ.